Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Điện lạnh Mai Chi nhé. Thì cũng có một số anh em rất hay hỏi về cái cách check lỗi của cái máy giặt Electrolux mà cái dạng nó giao diện giống giống như này. Những cái mẫu mà 14113 hoặc là 14112. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn trực tiếp bằng video clip. Thì cái cách check lỗi của Electrolux ấy, thì nó cũng không còn xa lạ gì so với những anh em mà chúng ta đang đi làm nghề điện lạnh như này. Thế thì cũng có những bạn chúng ta mới ra nghề cũng như là chưa gặp những cái dòng máy như vậy thì các bạn cũng không nắm được, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em ra tham khảo thêm. Thì cái mẫu máy mình đang giới thiệu đây là một cái dạng mẫu máy là có sấy các bạn nhé. Thì cái mẫu của Electrolux có sấy, thì con này nó là giặt 10 cân này, sấy 7 cân này. Model của nó là VKVK14012 nhé. Rồi, thế thì cũng như tất cả các model khác của Electrolux thì việc đầu tiên để vào check lỗi của cái chương trình của cái nhà sản xuất ấy, thì các bạn sẽ phải mở nguồn lên. Thì cái mẫu này thì tất cả những cái mẫu như này thì các bạn mở nguồn là chúng ta phải bấm và giữ thì nó mở nguồn các bạn nhé, và tắt nguồn thì chúng ta phải bấm và giữ. Rồi thì các bạn sẽ mở nguồn lên cho mình. Thì các bạn cũng cứ lưu ý cho mình là khi chúng ta mở nguồn lên thì nếu mà nó không có đang ở cái chương trình cốt tông thì chúng ta sẽ không vào check lỗi được. Ví dụ nó đang ở cái chương trình khác như này thì các bạn vào check lỗi không được. Đấy, thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta phải, nếu nó đang mở lên mà nó đang nhớ ở chương trình khác thì các bạn phải, đầu tiên các bạn phải bật cho mình vào cái chức năng cốt tông. Rồi, thế để vào check lỗi thì các bạn cũng giữ phím khởi động và cái phím liền kề, phím khởi động nhất ở tất cả các model của máy Electrolux, thì các bạn cứ để ý như vậy cho mình. Thì ở đây thì phím gần nó nhất chính là phím giặt hơi nước, là phím vapor. Đấy, chúng ta sẽ bấm vào giữ hai cái phím đó, phím khởi động và phím gần nó nhất. Đó, thì các bạn thấy là nó xuất hiện là như này, nhưng thực ra là như này nó chưa vào được các bạn nhé. Mình mở lại này. Rồi các bạn mở lên thì nó đang ở cốt tông này, nó không ở cốt tông, ta bấm về cốt tông, các bạn bấm giữ đồng thời cái phím hai cái phím này. Rồi khi nào mà cái đèn led nó nhảy nhảy và màn hình nó nhảy như vậy là chúng ta đã vào được rồi. Thế thì để test từng tính năng cũng như là check lỗi của nó thì các bạn đã biết rồi, chúng ta sẽ, nếu các loại có xoay chương trình thì các bạn biết là chúng ta sẽ xoay đúng chương trình đúng không ạ? Như loại này nó không có thì chúng ta sẽ bấm cái phím cốt tông. Các bạn bấm một mình phím cốt tông thôi. Đó, thì các bạn sẽ thấy phím bấm lần đầu tiên thì các bạn sẽ thấy nó hiện chữ 00 và đây ghi chữ là water load, tức là đang cấp nước đúng không ạ? Đấy. Mình sẽ bấm tiếp tục là để chuyển các chức năng, ta bấm phím cốt tông tiếp theo. Đấy, các bạn thấy nó đã chuyển qua là cái van reward, tức là giặt sơ đấy. Rồi, chúng ta bấm một cái nữa thì nó lại chuyển qua cái van cấp nước mà phục vụ cho cái việc gọi là softener, tức là xả nước xả mềm vải đấy, nước xả vải. Tiếp tục các bạn sẽ thấy là nếu nó còn có van thứ ba nữa thì nó sẽ xuất hiện cái van thứ ba. Đó, van thứ tư. Tiếp tục là nó sẽ có chữ heating, tức là đang test cái thanh mai so đun nước nóng đúng không ạ? Chúng ta cứ sử dụng nguyên một mình phím cốt tông thôi. Rồi, các bạn thấy là vắt và vắt vắt thoát nước ấy. Đó, động cơ chạy này. Spin with water, tức là nó sẽ cho cái này nó quay với nước. With là với các bạn nhé. Rồi, tiếp theo ta bấm này. Rồi, drain and spin thì lúc này nó mới thoát nước và quay và vắt này. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là bơm nước, nó sẽ bơm nước ra khỏi máy giặt này. Tiếp theo drying thì nó sẽ test cái, các bạn sẽ đợi một lúc là các bạn sẽ nghe thấy là cái quạt của cái sấy nó chạy. Đây cũng là một cái tính năng mà giúp cho chúng ta là test cái việc ra lệnh cho cái motor của cái hộp sấy nằm ở đây. Đấy, thì các bạn nghe tiếng đấy, mình đang nghe tiếng nó chạy đấy. Chúng ta sẽ test được là cái động cơ. Thì cái con này nó sử dụng cái motor quạt sấy, nó là một cái loại động cơ DC 300V 5 giây, nó giống như cái quạt dàn lạnh của Panasonic, LG đấy các bạn ạ. Nó rất là giống nhau thôi, nhưng trục nó ngắn hơn. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ test chức năng tiếp theo này. Rồi thì các bạn sẽ thấy là nó hiện chữ là gì? Last alarm, tức là cái lỗi cuối cùng. Lỗi cuối cùng của nó, tức là lỗi gần nhất là E44 đúng không ạ? Đấy, thì để kiểm tra xem lỗi phía trước nó là gì thì các bạn bấm vào cái phím start hoặc là phím gần kề giống như lúc chúng ta vào check ấy, chúng ta sẽ kiểm tra được lỗi kế tiếp. Second last, tức là cái lỗi thứ hai ấy, gần cái lỗi gần nhất, tức là lỗi mà kế tiếp của cái lỗi gần nhất là E00.
Tiếp tục nó báo là lỗi thứ ba, third last alarm tức là lỗi thứ ba. Rồi, và cuối cùng ta check là trong máy chỉ có lỗi E44 thôi. Đúng ạ. Thế thì để xóa lỗi thì cũng giống như các mô đen khác, thì các bạn sẽ bấm cái nút khởi động và phím gần kề nhất giống như lúc chúng ta vào thì nó sẽ giữ bấm và giữ. Rồi thì nó xóa lại không không đúng không ạ? Để thiết lập lưu nhớ thì chúng ta sẽ bấm giữ phím nguồn để cho nó tắt nguồn đi. Rồi chúng ta lại bấm giữ để cho nó mở nguồn lên. Rồi hiện chữ electric test là được rồi. Các bạn lại bấm tắt đi. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ mở lại thực hiện như bình thường thôi. Rồi nhân tiện đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó một cái chức năng của cái máy, dòng máy, mẫu máy giống giống như này. Một vài cái mẫu nó có cái giao diện giống này, thì một cái chức năng mà các bạn rất là cần và đôi khi chúng ta chưa va chạm, chưa tìm hiểu, chúng ta sẽ không biết nó nằm ở đâu, thì mình sẽ giới thiệu cho anh em là chưa biết chúng ta tham khảo. Để mà chọn cái chức năng gọi là vắt rời, ở những cái máy khác thì nó có núm xoay thì có thể nó sẽ thiết lập luôn, nhưng đối với cái mẫu này thì nó không có ở đây. Thì để chọn cái chức năng spin ấy thì các bạn sẽ bấm cho mình cái nút là more, cái chữ nút more mà có hai mũi tên tức là phần mở rộng, chúng ta sẽ bấm vào đó thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ xuất hiện thêm là cái chương trình giật đồ len này, chương trình giật mới của chế độ hỗn hợp này, baby đồ trẻ em này, bedding đồ giường ngủ, đồ chăn chăn này, chăn màn giường ngủ này, rồi energy saver là giật tiết kiệm này, rồi các bạn sẽ thấy là rin là chức năng rũ riêng này, bấm thêm một cái nữa thì các bạn sẽ thấy nó hiện chữ spin, còn tốc độ vắt các thứ chúng ta chọn như bình thường đúng không ạ? Đấy thì sau khi các bạn bấm cái nút mở rộng này thì các bạn sẽ tìm thấy cái chương trình vắt ở đây. Cái tốc độ vắt là 1400 vòng thì các bạn có thể điều chỉnh như bình thường như cái mẫu khác. Rồi chúng ta bấm nút khởi động là xong. Như vậy là chúng ta sẽ thực hiện được chương trình vắt rời của cái dòng máy này. Rồi, mình cũng xin kết thúc cái video chia sẻ ngắn gọn tại đây và xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video clip này, và chúc tất cả anh em ta ngày càng sửa chữa thành công hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở các video chia sẻ tiếp theo của mình nhé. Thân ái chào các bạn.